Đây hai các bạn. Đấy, hôm qua thì cái video hôm qua thì có bạn yêu cầu ăn măng, ba bầu kêu ăn măng, kêu thèm ăn măng, kêu thèm nhìn Mui ăn chứ không phải là thèm ăn. Nên bữa nay Mui sẽ ăn cái này cho ba bầu xem lắm, cho đỡ ghiền. Với lại hy vọng là ba bầu có thể ăn được đồ khác nữa. Mời các bạn nhé. Đó các bạn. Quá đã luôn. Đây, mình sẽ lấy ra cái muỗng. Cái phần này là ngon nhất rồi. Đây các bạn, ớt bữa nay á thì Mươi làm đặc biệt chút xíu là Mươi có để thêm ngò gai, Mươi giả để thêm ngò gai, bình thường là chỉ có mấy cái kia thôi. Cắn miếng luôn nhé. Cái này mới không có cắt bỏ rồi mà. Thì chừng nào ăn tới đâu mà mới cảm thấy nó già mới bỏ. À. Đỡ quá. Nhưng mà tuyệt đối không có để chanh các bạn. Tại măng lắm. Nhất là cái này người ta ngâm rồi nó chua chua. Thêm cây nữa nè. Cái này là ngon nhất nè. Cái đọt của nó. Đó các bạn. Quá đã luôn. Cắt miếng nè. Ơi, ăn ớt bị sặc rồi bạn ơi. Nè, mắt đỏ luôn. Nó thơm thơm. Nhưng mà ăn cái cơm nếp á, ngon lắm.
này già rồi mà căng thêm miếng nữa. Ở đây có bán măng tươi nha bạn. Nhưng mà mắc. Như là thứ hai nữa. Mình sợ ăn không được. Dạ quá. Măng chỗ mèo vậy á, trong rừng á nhiều lắm. Hồi nhỏ mèo toàn đi vô rừng đi bẻ măng này nữa, nhưng mà rất là đắng, rất là đắng, nấu rất là lâu các bạn, không giống như mấy cái măng này hoặc là măng bên này, măng tươi á, mua mua á cũng nấu không có lâu các bạn, nó không có bị đắng. Đây, tôi thêm miếng nữa. Kiếm cái nào ngon ngon đi. Kiếm cái nào mà nó có nhiều này nè. Cái này nè. Cái này nó non nè. Bên mươi kêu cái đầm, cái đó là cái đầm của nó. Đây. Nhưng mà mua xong á các bạn luộc nhé, cái này trước kia họ để vô bịch á họ có luộc rồi nhưng mà không biết bao lâu rồi, nhưng mà khi mà mình mua xong á mình luộc cho nó chắc, nó có ngâm gì nó cũng trôi bớt. Nước à. Cái này hơi già. Trong này nó vô nước nè. Cay lắm ạ. Cay mà thơm. Thơm cái ngọt gai á. Mấy cái rau khác hôm nay mà ăn được hôm nay cũng để đại luôn. Để rau gì cũng được á. Này nhìn non nè, ở ngoài nó nhìn già, mới xé bỏ bóp ra miếng nước cho nó ra nước đây, để gần cho các bạn nè.
Không sợ mì phơn rồi, mì bắc phơn rồi. Không sợ mì mì phơn rồi. Phơn nó sẽ vô đây các bạn. Mì bắc ở đây được luôn hồi trước mì đâu biết đâu. Wow, hôm nay nhiều nước quá trời. Bây giờ tới lượt mẹ chồng mì phơn. Chờ xíu nữa. Mẹ chồng mì mới phơn thà mì đi về. Cả ngày hôm nay nó ở với mẹ chồng, mẹ ở với bà nội. Nó đi học nhưng mà không biết tại sao nó buồn hay gì hay là nằm mơ gì đó. Khóc trong trường nó khóc mà cô giáo nó kêu nó khóc lâu quá, mà nó kêu chưa bao giờ thấy thầy mày khóc vậy. Nên cô giáo sợ kêu đi đón đón nó về. Cái này mới xem miếng nhỏ nhỏ vậy thì ăn thì chấm á, nó thấm vô hơn. Còn một nguyên cây á, khúc đầu thì được nhưng mà khúc sau á nó không có thấm vô được. Lấy tạ bớt rồi. Già mắng lên nè, mắng lên nè, ăn vậy thì được nhưng mà xào lại không ngon, xào lại chua lắm. Nghe mua măng này chỉ để ăn với ớt vậy thôi chứ không có xào, mới nghĩ kho được. Nhưng mà chồng đi thì cũng không có mê măng các bạn. Wow. Đổ hết mồ hôi rồi các bạn. Nó thì từ giờ thì mới buộc tóc nè. Các bạn kêu buộc tóc nhìn nó gọn gàng hơn. Ra bình thường á, mi mà buộc tóc là lúc mi không rảnh hoặc là không có thời gian thì mi hay buộc lên vậy. Còn mi mà rảnh mi hay kẹp tóc, tại tóc tóc của mi xấu lắm, rất là xấu luôn, nó bung ra nên rất là xấu nên mi hay kẹp. Còn không kẹp thì mi cột lên vậy, cột lên vậy là mi cột hoài rồi mà chưa có làm video nhiều thôi thì phải.
Hôm qua có bạn hỏi mê theo đạo Tin Lành không phải các bạn. Mê theo đạo à, mê theo đạo Tin Lành, trời ơi khổ quá. Không phải là Thiên Chúa hoặc là Công giáo, mê theo đạo Tin Lành. Cũng có bạn hỏi theo đạo Tin Lành sao không, bây giờ thấy mình cầu nguyện mình có cầu nguyện, mình sẽ cầu nguyện trước khi mình làm video mà đó. Tại vì khi mà mình cầu nguyện á, mình nói chuyện lâu lắm, giống như nói chuyện này đó thì với các bạn này có thể là cầu nguyện là như thế nào đó, nhưng mà với mình là mình nói chuyện hơi lâu nên mình không muốn cái mất thời gian cầu nguyện đó. Cái video đó thì mình cầu nguyện trước, mình mà cầu nguyện là mình giống như nói chuyện rồi đó, giống như nói chuyện kể hết cái chuyện giống như là từ sáng tới tối mình làm gì giống kiểu vậy đó, kể nói chuyện giống kiểu nói chuyện vậy đó, giống kiểu vậy, nhưng mà không có dài dòng giống như mình làm video đâu. Nhưng mà biết bao nhiêu người coi đúng không, có nhiều bạn theo đạo này theo đạo kia nè, theo đạo khác nhau mà. Này già quá. Cái này có rau á, ngon lắm. Nó rất là thơm luôn. Có thể một hồi mình lấy ra ăn tiếp, mà bây giờ mình sẽ cắn cái non ăn nó. Mình cắn cái non của nó ăn thôi. Còn cái giả là mới hồi đó mình ăn tiếp, hoặc là mình không ăn tiếp mình bỏ cũng được, tại bỏ cái giả của nó. Cái rau nữa thơm á, ăn cũng ngon. Rau hôn à, rau thơm á. Đổ nước. Cuốc sâu thì nó giòn hơn. Cái này già hơn. Cái này á thì mới ăn từng này hồi nãy là khoảng
Mới mua 4 đồng đó. Rất là rẻ luôn. Có nước bên trong cắn cái nó văng luôn. Một đồng là 17.000 bên Việt Nam bà. Một đồng là 7.000 bên Việt Nam thì các bạn tính ra nó. Hai đồng là thôi mình đi uống nước đây. Các bạn tự tính đi nhá, mình không giỏi tính đâu. Nói chung là một đồng là 17 đồng, một đồng là 17 ngàn bên Việt Nam hoặc 18 ngàn, nó vòng vòng đó thôi. Nó wow, cay quá. Ăn hồi nãy nó cay nhưng mà nó không có cay lắm, nhưng mà ngưng cái là cay. Nhưng mà tiền bên này thấp hơn bên Mỹ thì một đồng 17 ngàn. Ôi trời ơi, nhìn mặt sao giống khóc vậy trời, chưa khóc đâu mà. 17 ngàn, 4 đồng các bạn tính đi nhé. Thôi mình đi uống nước đây, mình chịu hết nổi rồi. Bye. Hẹn gặp các bạn video tới nha. Mình đi vô phòng khóc nè.